Hôn nhân không á, thì có hai cái hôn nhân. Em đã kết hôn một lần và từ đó đến nay là 13 năm thì em chưa có một mối tình chính thức nào cả. Đối với phụ nữ thì tôi rất là quý trọng cái tình cảm, quan tâm đến những người xung quanh. Nhà trai xin mời xuất hiện. À. Xin mời nhà gái. Rồi, xin chào anh, chào nhà gái bên kia. Bây giờ mình giới thiệu lớn lên để hai bên cùng nghe, để cùng hiểu nhau nha. Rồi, mời anh ạ. Thưa quý vị đang theo dõi, đồng hành với cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi tên là Kỳ Nam, tôi sinh 1956. Tôi nguyên quán ở Kinh Vĩnh Tế, Châu Đốc. Rồi tôi thì ở Sài Gòn. Rồi tôi là tốt nghiệp Đại học Bác sĩ Thú Y. Tôi là luật gia, tôi cũng có kinh doanh. Dạ, rồi bây giờ mời em. Xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh. Rồi. Em là Nguyễn Thị Bích Hòa. Năm nay 45 tuổi. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là chuyên viên nghiên cứu về kinh tế. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho bên đàn gái biết chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình đó, anh Kỳ Nam. Về mặt mạnh của tôi đó, tôi rất là quan tâm đến cái quyền con người. Tôi cũng rất yêu quê hương, yêu dân tộc. Đối với phụ nữ thì tôi rất là quý trọng và quý trọng luôn trẻ em. Đối với tôi đó, khuyết điểm thì cái thứ nhất á, về cái khuyết điểm về lớn tuổi. Cái thứ hai nữa, lớn tuổi đâu phải khuyết điểm anh. nhưng mà tôi cho là lớn tuổi. Cái đó không phải khuyết điểm anh ơi, có thể là cái đó mình tạm gọi là điểm yếu thôi. Lớn tuổi lấy vợ cũng khó lắm, cũng là khuyết điểm. Cái khuyết điểm của tôi á, thì khi tôi mà lái xe trên đường á, tôi gặp những người bất hạnh á, thì tôi chạy qua tôi thấy rồi tôi phải đảo xe lại, rồi tôi xuống xe, rồi tôi cho ít tiền người đó. Rồi, cảm ơn anh. Em nói chị nghe cái điểm mạnh của em nè. Em điểm mạnh của em là suy nghĩ tích cực, sống tình cảm, quan tâm đến những người xung quanh. Yếu điểm của em là hay quên, không ít đâu nhưng mà bây giờ tự nhiên quên hết. Tự nhiên quên hả? Tự nhiên quên. Anh đã có gia đình từ năm nào anh? Nếu mà kể hôn nhân không á thì có hai cái hôn nhân. Mà cái hôn nhân đầu tiên á là người vợ tôi là bác sĩ. Chúng tôi có được ba đứa con. Ba đứa con? Dạ, bây giờ ba đứa con tôi ở Mỹ. Rồi sau đó thì cô ta viết đơn ly hôn. Lớn nhất bây giờ nó là kỹ sư công nghệ thông tin thì nó cũng khoảng ba mấy á. Dạ. Cách nhau cũng 2-3 tuổi gì đó. Thì thằng đó là bác sĩ. Còn Úc? Còn Úc thì đang học y khoa. Dạ. Gái Úc. Còn người vợ sau đó? Tôi ly hôn vợ trước của tôi là bác sĩ thì tôi ở vậy 5 năm. Tôi sống một mình. Rồi trong 5 năm đó tôi buồn dữ lắm. Dạ. Rồi có những lúc tôi lái xe hơi về quê tôi An Giang á, rồi tôi nằm ở trong xe hơi rồi tôi buồn rồi tôi nghe nhạc. Thì 5 năm sau thì tôi gặp lại một cái người bạn sau này. Lúc đó cô gặp tôi là 26 tuổi. Sống với cô này bao nhiêu lâu? Rồi sống với cô này được 5 năm. Rồi trong cái lúc mà tôi đi Mỹ về á thì sáng hôm sau cô ta ẵm con đi. Tôi phải tìm rồi tôi chở con tôi về khi mà gia đình bên ngoại biểu cứ bắt về đi. Dạ. Anh xí xí em nói nhỏ anh, mình bớt nói cái cảm xúc của mình với cái người cũ để cái người mới bên đây người ta buồn á anh. Đàn gái giới thiệu chút xíu bây về giờ để đàn gái nói nghe tình trường của em như thế nào. Em đã kết hôn một lần, sau 6 năm thì chúng em chia tay. Và từ đó đến nay là 13 năm thì em chưa có một mối tình chính thức nào cả. Thì cũng có tìm hiểu một vài người nhưng mà có người thì họ cũng mắc cái bệnh ghen quá chẳng hạn là em cũng sợ. Mẫu người đàn ông mà em nghĩ là em sẽ đồng hành đến cuối cuộc đời mình là như thế nào? Là một người đàn ông vững chãi, ấm áp, yêu thương em như chính cái con người của em. Có cái cách đối nhân xử thế tốt với mọi người. Còn anh Kỳ Nam, anh muốn tìm một người phụ nữ để có thể làm một người bạn tri kỷ với anh trên con đường còn lại là như thế nào anh? Thì tôi trong cái đơn tôi có trình bày đó, nếu mà dốc dáng đó, thì giống như nghệ sĩ Cát Tường. Cái mái tóc đen bồng bềnh dài giống như là ca sĩ Mỹ Tâm. Đen mà quăng quăng á, đen giận sấm á. Ủa anh Kỳ Nam giờ anh đang ở đâu là chính? Tôi ở Sài Gòn. Sài Gòn nhưng mà anh đi về Mỹ hả? Tôi đi về. Anh là quốc tịch Việt Nam hay là quốc tịch? Ở quốc tịch Việt Nam. Xin chào nhà gái. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị. Bây giờ nè,
mình cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Ví dụ hồi mà mở rào này ra đó, dạ, hai người tâm sự mà hiểu nhau á, dạ, thì khoảng chừng nào chị có thể cho bên đàn trai bước tới? Không quan trọng về thời gian nữa. Hình như là cái mối tình thứ hai là anh có một đứa con còn nhỏ. Còn mối tình thứ hai là mấy tuổi anh? Cháu được 1 tuổi rưỡi, bây giờ cháu 2 tuổi rồi. Anh giỏi vậy ta? Tức là... tôi khỏe mà, ngày nào tôi cũng đi phòng gym mà. Hơi bị very good à. Cảm ơn. Tập gym hàng ngày anh hả? Tôi 6 múi vào bụng. Vậy anh hơn em nhiều lắm rồi. Em có 1 múi à. Với mối tình thứ ba này thì anh muốn có thêm đứa con nào nữa không anh? Chưa chắc để hỏi. Thì để hỏi đó. Nếu cô ta muốn á thì tôi cũng đáp ứng. Em tức là mình có một đứa con 6 tuổi rồi phải không em? Dạ không. Em là chưa có con ạ. Sống với nhau được 6 năm rồi em chia tay. Anh ơi, bên đây chưa có con anh ơi. Chắc ta muốn có con á. Là em cũng rất là như trẻ con, nhưng mà em cũng không có ý định có em bé nữa. Với cái tuổi 45 này thì đối với sức khỏe của em nữa, thì em không có, nếu có đẻ thì em cũng không đẻ nữa. Nhưng mà hiện nay bé 2 tuổi đó sống với anh, sống với bà xã anh. Cái cô thẩm phán mà giải quyết ly hôn vừa rồi đó thì cổ giải quyết con theo tôi. Yeah. Nhưng mà cổ nói là theo luật á thì con dưới 3 tuổi thì theo mẹ. Tạm thời bây giờ anh chưa có vợ, anh chưa có người phụ nữ để mà cùng anh chăm sóc đứa trẻ thì tôi quyết cho nó theo mẹ. Rồi khi nào mà anh thấy đủ điều kiện có người phụ nữ kế bên á cùng chăm sóc con á, dạ, thì anh làm đơn thay đổi quyền nuôi con thì tôi sẽ giải quyết. Tức là giờ nếu mà anh có gia đình tôi thì... vẫn cương quyết bắt con của đìa. Dạ, dạ rồi, vậy là con có thể về với anh được. Đi với ai vậy? Em đi với cả bố mẹ em. Trước tiên tôi xin chào MC Quyền Linh, dạ, và nghệ sĩ Hồng Vân. Thực sự là tôi đang điều trị ở viện về cái khớp, nhưng tôi trốn viện tôi về để hộ cho con gái. Dạ. Rồi là trước tiên tôi nhận xét về anh đây thì tôi thấy cũng rất là dễ thương. Có cái gì đó hợp vì anh cũng bên luật sư phải không ạ? Dạ, được. Tham gia chương trình như Hòa nó không có duyên, nó học thiếu, trước kia thiếu có nửa điểm là nó cũng đỗ. Nhưng mà thôi nó cũng bỏ. Đến đây là một cái duyên rồi. Bấm hay như thế nào đó thì nhường lại cho hai cháu. Dạ, dạ. Cảm ơn bác. Cảm ơn hai bác. Chương trình. Dạ, chúc hai bác khỏe ạ. Anh Kỳ Nam đi với ai ạ? Tôi đi với đứa cháu. Tôi tên là Mỹ Hạnh, cháu của cậu Kỳ Nam. Năm nay tôi 69 tuổi. Má tôi là chị thứ hai của cậu Kỳ Nam. Thì giờ tôi có những cái lời nói là cậu tôi đã cũng gian dở hai đời, nhưng mà giái trời Phật cho kỳ này kết duyên hai người thành đạt với nhau. Cảm ơn cháu ạ. À, bây giờ mở rào đi. Mở rào đi. Rồi mở rào. Anh có món quà nhân cái đầu ngày đầu tiên mà gặp em ở trong cái chương trình này, một cái đó hoa 99 bông hồng. Trời ơi. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh nhưng mà món quà tinh thần. Dạ. Rồi. Đây là một bài mà em rất là tâm đắc. Ngậm lời ru ru mẹ ngày xưa, bà đưa mẹ đêm giấc chưa say nồng, để nay mẹ bế mẹ bồng, mẹ ru con cả tiếng lòng thương yêu. Lời ru bay bồng cành diêu, thân cỏ lặn lội mấy chiều sang sông. Lời ru ai đó ngóng trông, muốn về quê mẹ mà không có đò. Cảm ơn ạ. Hay cảm quá. Ơn em, cái bài rất là hay. Anh tiếp một bài mà hai bài đều không nghệ sĩ. Dạ anh hát đi. Dạ dạ, dạ. Hạnh phúc ở quanh đây đâu là chuyện bất ngờ, mà em không ôm lấy trong vòng tay biết yêu. Tình yêu trong tay đó em còn tìm đâu nữa, tình yêu trong tay đó em tìm hoài hỡi em. Rồi thư đi qua lại
cây nhờ mối với mai, anh đưa em giao phố lựa màu áo cô dâu. Em chọn màu vàng yến nè. Anh chọn màu vàng quanh cơ. Thế rồi em giận anh đó. Anh xin lỗi. Hết giận chưa? Hết giận rồi. Rồi vương vợ lại lành. Ngày cưới anh đưa em về bên mơ. Bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngẩn ngơ. Chồng hiền như con gái, cưới vợ xinh quá đi thôi. Hàng xóm ra xem cứ khen hoài. Hay quá. Hôm nay em cũng gửi tặng chương trình bài thơ ạ. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò. Cảm ơn ekip của MCV. Ông Mai và mối tuyệt ghê. Kết duyên bao cặp nên đôi kịp đò. Bấm nút là đã hẹn hò. Lắng nghe tim đập nhịp chờ nhịp trông. Đến khi hôn thì đã xong. Vỡ òa hạnh phúc trông mong một đời. Xin cảm ơn. Hay quá. Em muốn hỏi gì vậy anh? Ừ. Em muốn hỏi anh là quan điểm thế nào để mà về tình yêu mà để nó bền vững, hôn nhân bền vững á. Anh cũng định hỏi em lại câu đó nhưng mà em hỏi trước rồi thì coi như là có cái sự hòa hợp lẫn nhau. Trong tình yêu á thì mình phải chân thành. Mình phải có một cái quyết tâm là sống với nhau trọn đời và chung thủy. Người chồng cũng như người vợ á, theo quan điểm của anh á, vợ nấu cơm, chồng rửa chén, cùng nhau nuôi dạy con và phải có cái kế hoạch nuôi như thế nào, rồi nữa nó học ở đâu và nó làm việc ở đâu. Thì cái kế hoạch đó thì mình phải có thống nhất với nhau. Rồi ngược lại thì chị nghĩ như thế nào? Về phía em thì em tất cả những cái điều anh nói thì là em đồng thuận. Và ngoài ra thì em nghĩ là cái mà để cho trong tình yêu cũng như hôn nhân mà bền vững là phải có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau nữa. Để lắng nghe, có sự lắng nghe để hiểu nhau. Thì khi mà vợ chồng mà sống với nhau á, mà có cái bất hòa, anh là cái người chủ động làm hòa trước. Dạ. Đó, để giải quyết cái bất hòa đó. Hay cái quá. Thứ hai nữa, mình phải cùng nhau. Dạ. Tâm đầu ý hợp. Có xa một chút xíu á, thì mình cũng phải giữ gìn, mình phải bảo vệ cái tình yêu, cái hôn nhân để cho nó trường cửu. Giống như là sông Hằng và núi Everest. Hết thời gian rồi. Quyết định trong vòng 3 tiếng đếm anh chị nha. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Anh không bấm, chị cũng không bấm luôn. Dạ. Chia sẻ chút xíu tại sao chị lại không bấm nha. Tại sao vậy em? Về mọi mặt anh đều rất được. Nhưng mà em nhìn trong anh cũng như qua lời nói với cái sự trao đổi của anh thì chưa có cái cảm nhận được cái tình cảm của anh. Anh cảm nhận thế nào ạ? Tôi cũng xin lỗi chương trình. Thì tôi cũng chưa có chuẩn bị được cái thời gian mà để mình tính những cái chuyện hôn nhân nữa. Dạ. À, thật sự mà nói thì anh yên tâm. Hôm nay anh chị không bấm nút nhưng mà ở trên truyền hình đó, rất nhiều người cũng sẽ tìm nút bấm cho anh mà bấm nút cho chị ở đây. À, cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn, mỗi bạn một hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện đến từ Akino. Cảm ơn rồi. Chương trình rất là nhiều. Chúc anh chị sức khỏe, hạnh phúc nha. Dạ. Rồi. Ừ.
Bộ phim người ta là chỉ khóc những cái lúc mà cao trào nhất, còn em là chỉ cần cảm động em khóc từ đầu tới cuối. Có một lần em nếu kéo không được là em khóc. Em không thích người bạn trai của em là quá yếu đuối. Em bị điện giật hoài. Trời ơi. À, bị giật điện nhiều lần em thấy cũng hơi quan ngại. Và bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin mời chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ nhì. Rồi, xin mời gia đình nhà gái. Chào cô bé xinh xắn. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào bạn trai bên kia và toàn thể quý vị đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thủy, em năm nay 27 tuổi. Em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Rồi, mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Em xin chào chị Hồng Vân. Chào bạn cùng chơi. Và em xin chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt ở đây và đang xem chương trình. Em tên là Võ Đức Trường, sinh ra và lớn lên ở Gia Lai. Năm nay em 28 tuổi. 28, hơn bên kia 1 tuổi. Cái công việc hiện nay em đang làm gì? Dạ, em đang làm bảo trì điện cho một công ty trên địa bàn ở quận 9. À, em gái cho bên đàn trai biết về ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em hòa đồng, vui vẻ. Khuyết điểm của em là em hơi lười. Khuyết điểm khác luôn là em nứt ướt. Có nghĩa là bộ phim người ta là chỉ khóc những cái lúc mà cao trào nhất, còn em là chỉ cần cảm động là em khóc từ đầu tới cuối. Rồi, mời em trai. Dạ, cái điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng. Ừ. Dạ, em không hút thuốc mà em biết nấu ăn cũng hơi bị ngon. Em có nứt ướt không cưng? Dạ, cũng hơi hơi chị ơi. Trời ơi, rồi coi phim có khóc từ đầu đến cuối không nè? Dạ, chắc là em khóc vào cái điểm cuối thôi chị ơi. Cái lúc mà cao trào thì em mới khóc thôi à. Nói chung hai đứa về giận nhau ngồi khóc thôi. Em có tật xấu gì không vậy cưng? Dạ, cái tật xấu của em thì nhiều lắm chị ơi. Dạ, ví dụ như là em được nghỉ vào những cái ngày mà cuối tuần thì chắc em ngủ từ sáng tới chiều vẫn được. Nhiều khi mà em căng thẳng quá thì có thể là em đi đâu mất tiêu nên hay trốn. Trốn đi đâu? Dạ, ví dụ như trong công việc thì em sẽ trốn đi chỗ nào đó người ta ít tìm được em nhất. Trong cuộc sống thì em đi biển hoặc đi đâu xa xa xíu. Ồ, vậy cũng phải tật xấu em ơi. Anh có thằng bạn á, cũng có tật xấu giống em. Nó thế mà nó giận cái gì hay nó làm được gì nó giận, nó trốn. Mà nó chuyên môn trốn vô toilet. Đó mới là tật xấu. À, đường tình duyên bên đàn gái sao nè? Dạ, hiện tại là em đã trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên là thời học sinh. Mối tình thứ hai thì là thời sinh viên. Và mối tình thứ ba thì là cách đây 2 năm. Thì em quen bạn đó cũng được khoảng 1 năm. À, xong sau đó thì bạn đó quay lại với người yêu cũ. Rồi, mời em trai. Dạ, em thì em có 2 mối tình. Em mối tình đầu tiên của em là gắn với thời sinh viên. Rồi, còn mối tình thứ hai của em là cách đây 1 năm rồi. Yêu mấy năm? Dạ, tầm cỡ 3-4 tháng thôi ạ. Ồ, vậy cũng ít quá. Nói chung là tình yêu của em cũng chưa sâu sắc gì lắm đúng không? Dạ. Bây giờ mình tính tới tương lai đi. Dạ. Em mong muốn có một cái người yêu lý tưởng của em như thế nào để cùng đồng hành với em trên suốt cả cuộc đời luôn? Dạ, thì cái người yêu lý tưởng của em thì chắc em không có mộng cao sang đâu ạ. Thì hiện đại và pha chút truyền thống là được rồi. Cái người nói mà một chút hiện đại pha lẫn truyền thống mới khó đó. Em tưởng tượng cái người bạn gái bên đây như thế nào? Dạ thì qua cái giọng nói và cách mà bạn chia sẻ thì em nghĩ là bạn này cũng có một chút gì đó gọi là hiện đại một tí. Tóc dài hay ngắn? Em nghĩ là nếu như bạn ấy thì chắc là tóc hơi dài xíu. Không, hiện đại phải tóc ngắn. Truyền thống như Hồng Vân là tóc dài. Chị nhìn em thì thấy em có vẻ là một người hơi tình cảm, hơi yếu đuối một chút xíu, đúng không? Dạ đúng rồi, em sống thiên về tình cảm. Hồi nãy em nói là em khóc đoạn cuối chị không có tin đâu. Chị nghĩ là chắc em khóc từ đầu đến cuối đó. Khóc trước bên kia luôn á. Trong cái ví dụ như thường á, hai người mà yêu nhau rồi gây lộn với nhau á, thì em có khóc không? Dạ thì có một lần em nếu kéo không được là em khóc. Trời, tội nghiệp không? Dạ. Anh cũng có thằng bạn mỗi lần nó giận phụ nữ nó cũng trào mà không trào nước mắt, nó trào nước miếng. Anh thiệt tình, người ta đang vô melo mà thiệt á, anh chọt vô cái róc liền. Rồi đi làm ngành điện thì có hay bị điện giật không? Dạ, về cái ngành của em thì em bị điện giật hoài. Trời ơi. Em bị điện giật hoài. Trời ơi. Hoài luôn hả? Dạ. Mỗi lần bị điện giật rồi có khóc không? Dạ, không đâu ạ. Cái lúc đờ hay là gì khóc?
khoảng thời gian mà lúc em mới chia tay mối tình đầu tiên á, thì lúc đó là em bị điện giật nhiều quá và em quyết định là bỏ công việc về nhà luôn. Em giật khoảng bao nhiêu lần rồi? Dạ nếu như mà giật nhẹ nhẹ thì nhiều lắm ạ, còn giật nặng thì không có ạ. Tức là bị giật nhẹ nhẹ nhiều hả? Dạ. Bữa thì... nào đi khám bác sĩ lần bữa nha, kiểm tra lại toàn thể cơ thể coi sao. Anh bị điện giật có 2 lần mà anh cũng khùng khùng rồi đó. Nói chung nó là gì nè, bên đây là tình cảm nhẹ nhàng, hư sinh. Để tôi xem bên đàn gái coi. Trời ơi, dạ anh. Sao dễ thương vậy trời? Đó. Em biết sửa điện không? Nghe không, điện. Vì em biết sơ cứu người bị giật điện không? Chắc em phải về học. Phải học nha. Chứ nếu mà không mà sơ cứu không biết, người ta bị điện giật và rờ vô nó giật là cái người sau mới là mệt đó. Em nghĩ là cái đối tượng bên đây á, anh ấy như thế nào? Tại vì hồi nãy bạn đó có chia sẻ là bạn đó có một tật xấu là ngày chủ nhật ngủ có thể là ngủ từ sáng tới chiều. Thì em nghĩ đó đúng là tật xấu á, tại vì nếu mà quen bạn gái mà ngủ từ sáng tới chiều thì thời gian đâu mà dành cho bạn gái. Không có bạn gái nó mới ngủ chứ có bạn gái dễ gì nó ngủ. Trời đất ơi. Với lại về cái vấn đề mà bị giật điện nhiều lần em thấy cũng hơi quan ngại. Thôi cái này hơi quan ngại. Yên tâm, em trai bên đây là tỉnh táo lắm. Trừ khi nó trái gió trở trời thôi. Ông á nha, ông làm mối mà ông không có binh vực bên đàn trai. Mình phải nói hết cho bên đàn gái hiểu. Không, nhưng mà hồi nãy bạn có nói là đó là cái thời gian mà chia tay cái mối tình kia. Là khi mà bạn làm việc á, bạn bị lơ đãng quá là vì buồn á, cho nên mới bị điện giật. Đó, cái vấn đề đặt ra là như vậy. Có nghĩa là một người rất là yếu đuối, tình cảm. Em không thích người bạn trai của em là quá yếu đuối. Có nghĩa là con trai là phải có quyết đoán nhưng không độc đoán thôi. Phải mạnh mẽ. Bên đây chỉ yếu đuối trong chuyện tình cảm thôi. Còn công việc thì rất là mạnh mẽ. Em thấy những người làm điện là người ta mạnh mẽ lắm. Dạ em mạnh mẽ lắm. Quyết đoán không? Dạ có quyết đoán mà không độc đoán. Có gia trưởng không? Không độc đoán. Dạ không có gia trưởng anh. Chỉ có yếu đuối trong tình cảm thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Em chỉ do con người của em là sống thiên về tình cảm, cho nên cái mặt đó là cũng là cái mặt mạnh và cái mặt yếu của em. Đúng rồi. Thì em đã sắp xếp chuẩn bị cái gì cho cuộc sống gọi là hôn nhân chưa? Dạ thì em có chuẩn bị rồi chứ chị. Chuẩn bị gì nè, nói dạ, nghe. Thì cái khoảng thời gian đi làm của em ấy, thì em cũng tiết kiệm được một chi phí cũng ít để đủ để lo cho. Có chi phí sẵn sàng rồi. Đủ để lo cho bạn tầm 2-3 năm. Giờ nhà cửa sao, hai đứa lấy nhau rồi nhắm chừng nào có được căn nhà? Dạ của em là ở Gia Lai á, hiện tại thì em có mua được một miếng đất ở đó. Có đầu miếng đất ở Gia Lai người ta bán đó, ta vô thành phố ta mua. Nói chung là anh cũng có chuẩn bị rồi đó, cho đàn gái yên tâm. Rồi bên hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại hội bạn thân của em. Hội bạn thân? Hội bạn thân có độc thân không? Dạ có, em lên đây thì ngoài gánh trọng trách là tìm người yêu cho em thì em cũng phải tìm luôn cho những người bạn của em. À vậy hả? Rồi. Vậy là mấy kỳ sau là có 1, 2, 3, 4 khuôn mặt này lên đó. Hết nha. Dạ em xin chào anh Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn trường, cũng như chào tất cả mọi người đang có mặt ở trong trường quay bữa ngày hôm nay. Mình phải cho nhau cơ hội ở đây chương trình để có thể tìm hiểu nhau, quen biết nhau hơn nữa. Mong Thủy và Trường hãy cùng nhau cho nhau cơ hội để có thể là cho tụi mình được báo hỷ sớm. Rồi sau đây là Châu có một số đôi lời cũng muốn nhắn gửi tới Thủy. Rồi. Con chào chú Huyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Chào Cưng. Chào Trường. Khi mà Thủy đến đây thì mình cũng mong Thủy tìm được một cái người, một nửa còn lại của mình. Mình cũng nói với Thủy là Tết tới rồi, có bồ đi. Nhắc đứa ý quá vậy. Tới rồi, bạn... lạnh lắm. Hồi nãy cứ Thủy có ra ám hiệu, Thủy nói là nếu mà bạn đó mày mà thích đó, thì mày phải dày. Mày không, mày thấy vừa vừa thì dày. Mà mày không thích thì phải như vậy. Giờ lúc mấy đứa cũng... để sao nào. Dạ vậy. Ok. Rồi Trường đi với ai? Dạ em đi với cháu trong nhà của em và bạn em ạ. À, rồi. Dạ, cháu là tên là Thương, là cháu của chú Trường. Thì cháu thấy là chị rất là hoạt bát, khá là xinh xắn. Và với cái mái tóc ngắn thì thực sự chỉ là nhìn khá là cá tính. Còn về chú Trường á, thì bản thân chú thực sự là một cái người hiền lành và sống tình cảm. Cái việc mà chạy đi đâu đó thì cũng không hẳn là trốn đâu, mà là thực sự là cần một cái khoảng không gian yên tĩnh cho mình để suy nghĩ, để tìm cách vượt qua, chứ không hẳn là một cái người yếu đuối. Thực ra thì một bên hiền lành, một bên hoạt bát thì hai bên có thể là bù trừ cho nhau. Nếu như mà đến với nhau thì thực sự là cũng rất là thú vị ạ. Trời, con cháu giỏi quá nha. Đó, cháu chín chắn hơn quá là chú. Quá giỏi luôn.
Chú thấy nghe cháu bên chú chưa? Số 1 luôn. Được rồi, rồi bây giờ mình đã. Mở rào đi ha. Ông thấy sao? Ok. Mình nói ok, tôi cũng thấy ok đó. Tiến tới đó. Mở rào. Bắt đầu đi trường. Dạ, ai? Chào bạn. Mình có món quà tặng bạn. À, cảm ơn anh. À, đây Thủy cũng có món quà. Cái này là quà handmade wrap book từ tay Thủy làm. Thì nếu mà sau này mà mình có duyên hẹn hò thì mình sẽ dán hình hai đứa vào đây. Đẹp quá nha. Hình như đây là lần đầu tiên em làm cái này cho một người nào đó. Cảm ơn bạn, mình thấy rất đẹp. Cảm ơn em, sao cảm ơn bạn. Bây giờ Cường hát cái gây cái ấn tượng thế nào? Để gửi tặng cho Thủy với lại là chương trình, với lại là quý vị đang xem chương hình, thì em xin gửi bài bài Tình Đông Phương. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngồi, tiếng yêu thương sao chưa thành câu. Sợ rằng đường về cũng còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vươn sầu lấy. Nàn đẹp dịu dàng muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em sẽ nhớ cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến. Nàn ơi đã biết chăng anh đã yêu từ lâu. Rồi, mời Thủy đáp lại đi. Vậy em cũng xin đáp trả lại bài đó là bài Nếu Em Được Lựa Chọn. Em hồi hộp quá em quên mất lời. Bởi vì tôi này... một khi em đã yêu là con tim em đã, là con tim em đã sương trong rất nhiều tình yêu. Dù đường tình yêu muốn khó khăn, và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời. Dù ngày mai tới là ngày sau cuối, và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận. Chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh. Rồi. Mỗi quà coi người ta tặng mình cái gì nè. Trường thì làm bên điện. Cái này là hồi xưa chuyên ngành của trường thì đã làm qua cái này. Và trong đó thì có rất là nhiều thứ. Đẹp quá à. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện trong vòng 2 phút nha. Thì cái mà hồi nãy trường nói là trường hay đi trốn, cái đó là chỉ là nhất thời thôi. Có nghĩa là cái lúc mà mình chưa tìm được một cái giải pháp gì đó thì tạm thời mình sẽ né một bên. Để mình, thứ nhất là mình lấy lại bình tĩnh cho mình. Và thứ hai là mình cho cái người đó có một cái khoảng không gian để người ta cũng suy nghĩ lại. Có thể là sau đó thì hai người sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Miễn đưa em đi trốn là được. Nếu mà hai đứa tiến tương lai thì sau này về mình sẽ phát triển kinh tế gia đình như thế nào? Người ta nói là con trai thì xây nhà, còn con gái thì xây tủ ấm. Tiền bạc thì chắc là thầy giữ hết chứ. Tháng cho tiền cà phê với đổ xăng xe là được rồi. Ôi, thấy thương ghê không? Thương trời ạ. Ở trong cái quà tặng cho trường, Thủy có viết rằng đôi khi định mệnh chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua từ ánh mắt. Yeah. Và bây giờ khoảnh khắc nó đã đến. Biết đâu định mệnh nó sẽ là ngày hôm nay. Và đôi khi định mệnh đó tốt hay không tốt, chúng ta phải chấp nhận điều đó. Bấm hay không bấm, đó cũng là định mệnh. Nào, hãy để tay vào nút bấm đi các bạn. Rồi, bấm luôn rồi đó. Thôi Linh uống cà phê đi. Bây giờ trường đã bấm, còn quyền quyết định vẫn ở Thủy. Đôi khi định mệnh cũng chỉ là những khoảnh khắc. Thôi được rồi anh. Qua từ đôi mắt ha Thủy ha. Dạ. Nào,
Chúng ta vẫn hồi hộp chờ đợi xem cô ấy có bấm nút hay không. 3 2 1 Chúc mừng. Thủy là làm đúng luật á, cứ phải xuống cái tuần bấm đi. Nào hãy nắm tay nhau. Một nụ hôn đầu tiên để minh chứng cho mình bấm nút từ trái tim. Từ tháng sau trái tim mình hiện nay thế nào rồi? Dạ rung lắm anh ơi. Không đẹp đôi đấy, Trường cũng dễ thương hiền. À, cô gái này bạn lĩnh đấy. Chứ Vân cảm giác là định mệnh cho Trường hay sao? Tại vì với cô bé này Vân không nghĩ là đến giờ này mà bạn chưa có người yêu đâu. Thực sự bạn này rất là hoạt bát, rất là duyên dáng rồi. Bạn Thủy thấy bạn xinh quá. Nè, đôi khi định mệnh chỉ nằm trong khoảnh khắc của một ánh mắt thoáng qua. Và chỉ cần ánh mắt thoáng qua các bạn đã có định mệnh rồi đó. Lấy hai cái hình dáng vô đây nữa là xong. Định mệnh sẽ nằm ở đây luôn, giữ lấy. Những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc hai đứa sớm hiểu nhau và sớm thông báo tin vui chúng tôi nha. Em cảm ơn chương trình ạ. Dạ, em xin cảm ơn chương trình. Nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh, dễ thương. Khán giả may mắn sẽ nhận được một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Cái nồi cơm này xinh xắn lắm luôn nè. Số mấy đây? Số 36. Hay vậy? 36. Rồi, chúc mừng em. Nồi cơm điện Akino. Đứng bé đây em. Rồi, đúng rồi, 36. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được một quà tặng là chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng nếu trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện phiên bản đặc biệt dành cho các cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang có công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình, quý vị có thể vào cổng thông tin Love TV hoặc là vào MCV Media và nhấn subscribe quý vị nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ chính chương trình. Hồng Vân, Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 30 năm cuộc đời em đã trải qua hai mối tình chóng vánh. Em là người biết nấu ăn, không hút thuốc, không uống rượu. Tốt. Ham học hỏi, nấu ăn rất là ngon. Chào cô Vân Vlog. Hình mẫu lý tưởng của em trai là gì? Cái cách ăn mặc mà giống như Miu thì ok hơn. Em Miu Lê được không? Chuẩn bị, đàn trai xuất hiện. Rồi, mời đàn gái. Trời, chào cô gái. Nhìn em mặc bộ đồ là thấy mùa xuân rồi đó. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ, được lì xì nhiều chưa? Dạ, cũng khá khá thôi chị. Vậy hả? Vậy lì xì nữa đi Vân. Đúng rồi, bên đây đang nói nè, đầu năm nè. Chị lì xì em lấy hên nè, lì xì một cái lọc hết sức là duyên dáng dễ thương. Có những cái lời chúc rất là tuyệt vời trong đó. Bên đàn trai cũng lì xì luôn rồi nha. Vậy hả, đồ bắt rồi. Trước an khang thịnh vượng,
Dạ, chúc mừng năm mới. Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu về mình đi. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào toàn thể quý vị khán giả. Chào bạn bên kia rào. Em tên là Lê Văn Nhơn, năm nay 31 tuổi, quê thì ở Đồng Tháp, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên trợ lý giám đốc Logistics. Em ơi, em tự giới thiệu với mình đi. Em làm ở quận mấy vậy Nhơn? Dạ, em làm ở Bình Thạnh. Rồi, bây giờ để nghe đàn gái ta giới thiệu nè. Em tên là Ngô Tường Vân, năm nay 30 mùa lá rụng. Dạ, hiện tại em đang làm nhân viên sale của một công ty bất động sản ạ. Dạ, hiện tại em đang ở quận 12. Dạ, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nhà quận 12 với Bình Thạnh đi cũng gần ha, không nên nổi xa lắm. Em có thể giới thiệu một chút về ưu khuyết điểm của em đi em gái. Ưu điểm của em là em tự tin, ham học hỏi, nấu ăn rất là ngon. Cho nên là em cũng muốn chia sẻ cái sở thích của mình á. Em hiện tại đang tập tành làm YouTube nọ kia nữa. Vlog về nấu ăn hả? Dạ đúng sao? Rồi chị. Chào cô Vân Vlog. Đỡ hơn không kêu bà Vân Vlog nữa mà. Còn em có khuyết điểm gì không Vân? Dạ, khuyết điểm của em là khi mà giận thì em hay im lặng. Giống như người... tốt em. Người nhiều người giận ta la không sùm nó mệt lắm. Trời ơi, nhưng im lặng cũng mệt mỏi lắm á nha Linh nha. Là giận dữ lắm á. Như là bạn trai thì giận im lặng khoảng một tháng. Im lặng khoảng một tháng. Ơi. Trời đó, Dạ, năn nỉ thì hết, còn không năn nỉ thì thôi. Đó là bạn trai đó nghe, chứ còn chồng chắc cả năm quá. Thôi rồi, thiệt là địa ngục đó mà. Gặp nhau cả tháng mà không ai nói gì hết trơn, thiệt là đúng là buồn á. Còn có cái tật xấu gì không? Ngủ em hay nghiến răng á. Còn bạn trai? Ưu điểm trước thì em là người rất là nhiệt tình, biết nấu ăn, không hút thuốc, không uống rượu. Tốt. Đàn ông của gia đình. Và khuyết điểm là em hơi nóng tính chút xíu. Em dễ tin người, em sợ độ cao. Thường đi đá banh thì em đổi đầu không có được, tại vì em sợ độ cao. Ủa đá banh mất mới sợ độ cao? Nhìn lên thấy trái bóng rớt xuống mình sợ, mình đã đổi không được. Nhìn lên cao cũng sợ nữa hả? Dạ. Vậy là này chắc không bao giờ nhìn trời quá. Không sao, nếu sống vậy cũng tốt. Đừng nhìn lên toàn là nhìn xuống không, thấy mình hơn nhiều người ha. Dạ đúng rồi. Cũng tốt mà. Có một cái tật xấu gì không? 31 năm nay thì em không biết mình có tật xấu gì không nữa. Trời ơi, em không biết là em có tật xấu gì luôn á hả? Dạ. Đó là tật xấu đó. Có bộ cái người đàn ông bên đó hơi kiêu hãnh ha. Dạ. Như là một người mà 31 năm không hề có tật xấu gì. Tốt toàn diện kiểu. Rồi bây giờ mình nói chút xíu tình duyên đầu năm mới cái coi nào. Dạ thì suốt 30 năm cuộc đời em đã trải qua hai mối tình chóng vánh. Thôi rồi. Dạ, mối tình đầu tiên là năm em 23 tuổi. Dạ, em quen bạn đó được một tháng thì chia tay. Lý do là tại vì lúc đó em mới khởi nghiệp á, thì em tập trung vào công việc nhiều quá. Em hay ngủ gục lắm. Mấy lần đầu đi chơi bạn nói trời em dễ thương quá ngủ gục. Dạ, mấy lần sau bạn nói em vô duyên quá. Chia tay luôn. Mối tình thứ hai thì năm em 28 tuổi thì mối tình này cũng hơi thực dụng. Cái anh bạn đó ở bên nước ngoài. Thì trước đây em làm nail á chị, em làm 7 năm. Qua bên đó thì em có thể không dựa vào anh đó mà sống được, phụ giúp gia đình ảnh được. Còn em thì thấy ảnh bên nước ngoài cũng muốn kiếm mình vé. Dạ, quen mà kiểu khoảng cách xa quá. 6 tháng thì tụi em chia tay. Dạ, rồi nói chung ít quan tâm em, quan điểm sống không có hợp. Cái ngày mà chia tay em nói em gọi điện em nói là thôi mình chia tay đi, mình mệt mỏi quá. Lúc đó anh đang nghe em nói là hiện tại bây giờ anh đang trên bàn nhậu á, em cứ ở nhà chờ anh đi, một tiếng rưỡi nữa xong rồi anh về. Vậy đó hả? Dạ, chia tay mà còn vậy. Nên thôi. Nói chung tình yêu đi. Bên đó là chưa có sâu sắc, chưa có thăng hoa lắm. Thật đơn giản ra là thôi. Không phải là yêu luôn á Linh. Đúng rồi, đâu phải là yêu đâu. Còn Nhơn sao Nhơn? Dạ, em có một mối tình. Dạ, quen được 5 năm. Dạ, chia tay được 4 năm rồi. Tại sao lại chia tay Nhơn? Dạ, lý do chia tay cũng là em bên đạo Chúa đó. Mà bên kia thì không có vô đạo được. Vân ơi. Dạ. Vân có đạo không Vân? Dạ, em có anh. Trời ơi, mừng quá. À vậy ha. Linh ơi. Cái hình mẫu lý tưởng của Tường Vân là ai nè? Đây ạ. Và đây là ai vậy? Chà, cũng ngộ ngộ á Linh. Ngộ quá. Ngộ ngộ. Đâu đưa Linh coi coi. Vân tưởng là bạn nói là hình mẫu lý tưởng của bạn là Quyền Linh hay là... Trời gái. Ừ. Xin chào anh. Ngộ ngộ ha. Ai đeo mắt kiến bự dữ vậy?
Ừ. Tóc dựng dựng lên ha. Tôi coi bạn này có làm sao nè. Dạ, dạ chị. Ừ. Ý, cũng đẹp trai. Đeo cái mắt kiến vô thấy cũng được. Đeo mắt kiến vô thấy cũng có vẻ đó. Hình là anh em đúng không? Dạ chính xác. Nhìn rất là giống Vân luôn á. Anh em sao, em nói thử sơ sơ anh em coi. Tính cách thì anh em là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, chững chạc, có chí cầu tiến, chăm lo cho vợ con, gia đình rất là tốt. Nói được là làm được chị. Không nói thì thôi, nói được là làm được. Dạ có hết. Có hết. Khỏe rồi. Rồi còn hình mẫu lý tưởng của em trai là gì? Cái cách ăn mặc mà giống như Miu thì ok hơn. Em Miu Lê được không? Bạn hỏi giống Miu Lê được không em? Dạ được ạ. Rồi để tôi hỏi đàn gái thử coi sao bây giờ. Hỏi đi. Chào em gái. Dạ chào anh. Em có ghen không? Dạ có. Nhiều dạ, không? Đàn bà nào ghen mất cười lắm. Nếu như bây giờ phải về Đồng Tháp làm dâu, em có đồng ý không? Em chắc không. Ở chung khó. Anh thấy giờ làm dâu cũng dễ mà em. Làm dâu á là mẹ chồng, cha chồng phải lo cho cháu nè. Rồi á là có thi nấu cơm cho nàng dâu ăn nữa nè. Dạ. Anh làm mẹ chồng nàng dâu không biết mà nhiều mẹ chồng là lo hết cho con dâu luôn vậy đó. Dạ, vậy được, vậy được. Thôi vậy được hả? Thôi. Em cũng không có lập trường gì hung ha. Em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với anh trai của em. Ủa có hả? Dạ. Vân nhìn là Vân biết rồi, anh trai ngồi dưới đây nè. Vâng, thì giờ lời đầu tiên xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Thì tôi giới thiệu tôi là Long, là anh trai của Tường Vân. Qua đây thì nhận thấy em Nhân đây thì cũng mặt mày sáng sáng láng, thì công việc ổn định. Dân miền Tây mà không uống rượu, không hút thuốc là rất là tốt á. Nếu mà cố gắng học hỏi cầu tiến thì cũng có thành tựu sau này. Thì thấy hai bạn cũng có vẻ xứng đôi thì xin cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn chị Long. À, đi với ai nào? Nhân. Dạ em đi với mẹ, với ồ, lại dạ. Chị đồng nghiệp. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Dạ, tất toàn thể trong trường quay. Dạ. Mà làm cha làm mẹ thì chỉ muốn con mình hạnh phúc, chứ không có để mà nhờ con hay là để gì hết. Để cho con mình nó có tương lai sớm hơn, càng tốt. Chứ tôi không cần làm dâu làm gì hết. Còn con thì con nếu mà con có cho Nhân cơ hội thì con cứ yên tâm về làm dâu của cô. Không có sao hết, cô rất là thương con. Nàng dâu này rất là xinh, là đẹp, dễ thương, dễ mến và dễ gần. Cô mới gặp con lần đầu là cô cảm thấy là có thiện cảm. Trời đất cô. Trời ơi đó. Rồi vậy là tốt quá rồi ha. Mát lòng mát dạ liền. Ừ. Thôi bây giờ cho hai đứa gặp con nó có thiện cảm không? Ừ vậy đi. Mở rào đi ha. Mở rào đi. Mở rào. Rồi đó Nhân, bắt đầu đi Nhân. Anh chào. Anh có món quà tặng em. Dạ, em muốn ơn anh. Món quà này là anh làm là một tháng rồi đó. À. Anh tự tay làm á. Anh chuẩn bị trước một tháng. Ừ, còn đây là cái đèn ngủ anh cũng tự tay anh làm luôn. Đây là cái món quà mà cái đồ handmade mà anh làm. Đây có chữ là bạn muốn hẹn hò, với lại đây là cái tên của anh khách trước. Dạ. Tại vì anh chưa biết tên của em. Dạ. Nên khi nào mà nếu mà có cơ hội thì anh sẽ khắc cho nó trọn luôn cái tên của em vào đây. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Dạ em cũng có món quà em tặng anh. Dạ, cảm ơn. Khoan khoan. À. Hôm nay thì anh rất là vui khi dạ. được gặp em. Dạ. Anh cũng muốn hỏi em một câu. Dạ. Nghe anh Quyền Linh ở gần, chị Hồng Vân ở xa. Dạ. Luôn miệng khen em đầm thấm nết na, thật thà, nhân hậu. Nên anh mới chặn đường hỏi bậu đôi câu. Út ơi, thấy người ta có cặp có đôi, hỏi em có bồi hồi bối hồi. Em hỏi anh bồi hồi là gì đi? Dạ là gì anh? À, bồi hồi là nhớ, là thương, là chờ, là đợi, là ước cho duyên ta sớm nên vợ nên chồng. Trời đất ơi. Em không sao đi tìm ra cho ai bằng anh. Trong muôn đêm muôn vạn ngày, đóng sang tay nào ai. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Em thấy anh sao? Dạ, thấy anh dễ thương.
Sở thích của anh là gì ạ? Anh là thích làm đồ handmade, thích đạp xe đạp. Thích, nói chung là thích làm những gì về nghệ thuật á. Sau giờ làm việc á thì anh thường làm gì? Sau làm việc thì anh đi uống cà phê với bạn bè. Anh có thích đọc sách không? Có, anh thường thường thì anh cũng ra nhà sách, mà nhà sách đó có cái quán cà phê trong đó đó. Em có thích đọc cà phê sách đó. Dạ. Thì cuốn sách yêu thích nhất của anh là gì? Làm thế nào để tăng lương? Làm thế nào để tăng lương? Sách hay vậy ta. Cho anh mượn đọc thôi. Dạ có, em có... chưa biết luôn á. Anh chưa biết cuốn đó. Em có mua cuốn đó về nhà rồi, có gì thì cho con mượn nha. Em về Đồng Tháp lần nào chưa? Dạ em chưa. Vậy khi nào quen anh thì anh sẽ dẫn em về Đồng Tháp. À dạ. Em ở đâu, huyện nào? Dạ em ở huyện Tam Nông. Tam Nông, trời ơi, Tràm Chim rồi đó, đẹp lắm em ơi. Em thấy anh, cái nhìn đầu tiên của em về anh là như thế nào? Dạ thiện cảm. Dạ em có thiện cảm với anh, dễ gần. Thì anh thì tiêu chí của anh tìm bạn gái cũng đơn giản lắm, nhưng mà em cũng đặt nặng vấn đề về đạo đó. Thì nghe em có đạo anh rất là vui, rất là mừng. Anh thấy em cũng rất là xinh. Cảm ơn anh. Em rất là năng động và rất anh rất là thích. Rồi, hết thời gian rồi. Chúng ta bấm nút là trao duyên cho nhau, chứ không phải là bấm nút để mình hẹn hò uống cà phê thôi nha. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hết thời gian. Ủa, em có bấm không? Có. Anh cứ lo là sợ bạn gái không bấm. Thôi hai đứa nắm tay nhau đi. À, bây giờ á, bây giờ một cái nụ hôn đầu tiên. Hôn má thôi. Muốn hôn đâu hôn, chuyện của chú chứ không phải chuyện của tôi. Hỏi em chứ sao? Tôi là tôi hôn chỗ khác á. Em hôn nha. Hít rồi hết hơi luôn. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sen Tông nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu, tổng giá trị 7 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ vâng, cảm ơn. Nào. Em hay nóng vội. Nóng vội. Thích cái món đồ đó là em cần suy nghĩ em mua thôi. Em thấy mọi người nói là em tốt bụng, thì nấu ăn cũng rất là ngon ạ. Thì em cũng muốn tìm người yêu thì cũng đơn giản thôi. Có cần tiêu chuẩn mấy? Em thích chó. Thích chó. Cũng sẽ thích với anh rồi đó. Chúc cho họ sẽ sớm gọi là hiểu nhau, yêu thương nhau và sớm về chung một nhà. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Không, mời nhà gái trước nha. Mời nhà gái đi. Vâng. Rồi, nhà gái ơi. Mời nhà trai. Chúc mừng năm mới nha. Dạ. Đầu tiên thì anh Quỳ Linh lì xì cho em năm mới lấy hơi nào. Đúng rồi, em cảm ơn.
Chị cũng lì xì cho em nè, chúc em lúc nào cũng tươi nè, sẽ có hạnh phúc nè. Trong năm nay là em sẽ rất là nhiều những cái niềm vui và sẽ không độc thân nữa nha. Em cảm ơn chị Hồng Vân và cũng gửi lời chúc đến chị Hồng Vân cũng như là anh Quyền Linh sẽ có một năm mới thật là hạnh phúc, mọi điều thật là như ý và an yên ạ. Cảm ơn em nha. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ em tên là Nguyễn Văn Hải và dạ, quê quán là ở Bình Phước, mà hiện tại em sinh sống là hai nơi, ở Bình Dương và ở thành phố Hồ Chí Minh. À, tức là mà em ở chợ hai nơi. Làm việc ở đâu? Dạ em làm việc thì ở công trình, theo công trình đó anh. Em làm bên kỹ sư điện. Kỹ sư điện. Dạ. Còn em giới thiệu đi. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Nam ở bên kia và chào tất cả quý vị khán giả ở trong trường quay ạ. Em tên là Tuyết Hương và năm nay em 33 tuổi. Hiện tại thì đang làm công việc phụ trách truyền thông cho một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nhưng mà quê em ở đâu em? Em quê gốc là ở Nghệ An nhưng mà gia đình thì đang sinh sống ở Đồng Nai ạ. Đồng Nai thì cũng gần Bình Dương ha. Dạ. Rồi em trai, em giới thiệu cho đàn gái biết là ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì nhiệt tình với bạn bè. Gì nữa? Có ga lăng với phụ nữ không? Dạ có ạ. Có hả? Dạ. Rồi có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì em hay nóng vội. Nóng vội? Dạ. Tức là ví dụ như em thích cái món đồ đó là em cần suy nghĩ em mua thôi. Dạ. Cửa điện có nóng vội không? Dạ không ạ. Cái đó là bắt buộc phải cẩn thận ạ. Ừ, cẩn thận nha. Dạ. Em cái điểm mạnh của em là gì ạ? Điểm mạnh của em thì em nghĩ là em thấy mọi người nói là em tốt bụng, nấu ăn cũng rất là ngon ạ. Và em là một người suy nghĩ rất là tích cực về tất cả các vấn đề trong cuộc sống lẫn như trong công việc ạ. Điểm yếu sao? Điểm yếu của em thì em nghĩ là em cũng hơi nóng tính một chút ạ. Dạ, nhưng mà sau này thì em cũng tập yoga cũng như là mình cũng tập để mình kiểm soát cái cảm xúc của mình trước tất cả các cái vấn đề. Dạ, đúng rồi ạ. Em có cái tật xấu gì không? Trước khi đi thì mọi người bảo là nếu mà kể tật xấu thì chắc phải cần đến 3 số là đó. Vậy hả? Rất là nhiều tật xấu đó. Tức là ví dụ như là bình thường thì trông rất là khó tính, rồi trông lạnh lùng, dạ, rồi nhìn cũng hung dữ. Nhưng mà khi tiếp xúc rồi thì thấy cũng vui tính và cũng hơi nhây nhây một tí. Ủa em có hung dữ nữa em hả? Dạ đúng rồi ạ. Trời ơi. Ngoài yoga ra thì em có học một cái môn thể thao nào khác không? Thì lúc trước thì em có tập gym hoặc là tham gia cái Muay Thái và... Hung dữ mà học Muay Thái nữa. Cái nguy hiểm như cái trời. Nhưng mà bây giờ thì em đã tập yoga rồi anh Linh ạ. Ơi, nghe thấy sao rồi? Dạ, em nghe cũng bình thường thôi ạ. Tại vì em cũng là người lanh lẹ nên trên em ra đòn có thể em né được á. Không sao. Dạ không sao. Em có điện không sao. Dạ. Em gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình chính thức ạ. 2 mối rồi. Dạ vâng ạ. Dài nhất là mấy năm? Dạ 2 năm ạ. Ngắn nhất là bao lâu? Dạ ngắn nhất thì chắc khoảng vài tháng thôi ạ. Cái mối tình đầu tiên thì lúc đấy em khoảng 25-26. Thì thực sự là em nghĩ là em chưa thật sự là trưởng thành trong cái nhận thức cũng như là cái hành động của mình. Còn cái mối tình thứ hai thì lúc em 28-29 thì em nghĩ là em gặp đúng cái người, nhưng mà chắc là không đúng thời điểm ạ. Dạ vâng. Là chia tay lâu chưa cơ? Dạ lúc 29 tuổi ạ. 29 tuổi. Vâng. Còn bên đàn trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì được 2 mối tình anh ạ. Mối tình đầu tiên là lúc còn sinh viên, quen được 5 năm. Rồi sau đó thì cũng nói chung là còn sinh viên mà cũng chưa trưởng thành, nói chung là cũng chia tay. Và mối tình gần nhất là đây cách đây 3 năm, quen được cũng 3 năm. Nhưng mà lý do? Lý do chắc có lẽ là đạo à. Em có đạo hay bên không, kia? Không, em bên Phật, bên kia là bên đạo. Xin lỗi, bên đàn gái có đạo không? Dạ em không anh Linh ạ. Rồi, vậy tốt rồi. Em đàn gái xinh đẹp, dễ thương em quá. Em em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Khoan để Bưng hỏi chút xíu là bạn này á, em có yêu thiên nhiên, yêu thú vật cái là này? Em là một người cũng rất là yêu động vật ạ. Thích con gì? Em thích chó. Thích chó? Cũng sẽ thích với anh rồi đó. Bên đó cũng thích chó luôn hả? Dạ đúng ạ. Em thích loài gì? Bạc rê chị ạ. Chó bạc rê. Wow. Bên đây thích chó bạc rê. Trời ơi, em thích chó gì? Em thích chó Púc ạ, là chó mặt nhăm nhăm và sệ sệ ạ. Chó mặt sệ đó. Dạ vâng ạ. Trong cái khi mối quan hệ trước ấy thì thực ra là cũng có đôi chút khó khăn với một số bạn nam, là bởi vì các anh ấy không thích chó mèo và động vật ạ. Tại sao? Tức là đâu em nói ví dụ coi, không thích là không thích sao? Ví dụ như là không thích rồi bỏ nhau hả hay sao? Em thì em hay nói với các anh ấy là em có con gái, em là mẹ độc thân đơn thân của một bé gái 4 tuổi. Thì hầu như là nghe xong đến đấy thì các anh ấy đã
lấy đà và chạy đi mất rồi. Thực ra dạ. Có con đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà thực ra thì con gái của em lại là một bé chó ạ. Hôm nay em có mang bạn ấy đến đây ạ. Ồ vậy hả? Hôm nay là con gái đi theo mẹ luôn hả? Dạ vâng ạ. Phải bà kia không? Dạ đúng rồi ạ. Bà đang lè lưỡi. Không. Nói chung là hai bạn đồng sở thích được rồi. Dạ. Vậy là khỏe rồi. Nhưng mà về ngoại hình thì sao? Em muốn cái người đàn ông của em phải như thế nào? Dạ chắc là từ 1m67 trở lên. 1m67. Còn mặt mày sao? Cái mặt có sệ sệ không? Trông miễn là nhìn manly là được ạ. Còn lại thì chắc là không sao ạ. Nhưng mặt càng sệ càng tốt đúng không? Dạ chắc không sao đâu ạ. Trời ơi. Giống không? Không có giống. Không sể tí nào luôn á. Không, thực sự là hai bạn này là gọi là nam thanh nữ tú đó, đúng không? Trai tài gái sắc đó. Cũng hợp ha. Đó. Nói cho chị Vân biết là mình muốn tìm người yêu thế nào đi. Đúng rồi. Thì em cũng muốn tìm người yêu thì cũng đơn giản thôi. Ngoại hình dễ nhìn, sạch sẽ là được rồi. Nói chung ăn mặc tươm tất gọn gàng là được rồi, không có cần tiêu chuẩn mấy. Em không thích điều gì bạn nữ? Thì chỉ là xăm môi thôi, xăm môi đậm á chứ không phải tự nhiên thì không sao. Xăm môi. Xăm đậm á. À, em có xăm không? Dạ em dùng son rồi ạ. Dùng son thôi chứ không dùng không xăm đúng không? Dạ vâng ạ. Xăm tự nhiên thì cũng vẫn không sao ạ. Dùng son Yurika. Em đi với ai ạ? Em đi với bạn của em ạ. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, chú Huyền Linh và xin được chào anh cũng như là bên hỏi nhà trai. Con là Như Quỳnh, hiện đang là bạn của chị Hương nhưng mà nói bạn là cũng là thuộc về đồng nghiệp, cũng là đứa em, cũng sống cùng với chị Hương ở thành phố Hồ Chí Minh này. Em sẽ nói với chị Hương là về anh này thì em cảm thấy là anh là một người điềm tĩnh, có cái độ từng trải. Thì em muốn hỏi anh một điều là chị của em thì rất là yêu chó. Thì nếu như sau này anh quen chị của em và nếu như tiến xa hơn á, thì liệu rằng anh có chấp nhận cái điều đó hay không ạ? Riêng anh thì cũng bản thân là cũng đam mê nuôi chó rồi. Dạ. Thì cái điều đó thì anh cũng vẫn chấp nhận, có thể là chăm sóc được. Dạ. Nói vậy thôi chứ có đứa con đi, đứa con nó dạ, khóc thì... đi rồi lo cho chó hay lo cho con. Dạ thì vấn đề nếu mà sau này nếu như anh chị có tiến đến tương lai, có tiến đến xa, nếu như có em bé trong khoảng thời gian đầu á thì tụi em ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn có thể chăm sóc bé Bơ này thay cho chị trong cái khoảng thời gian đó. Tôi nói cái bà không bằng lòng, bà quay mặt xong rồi thấy chưa? Bơ ơi, ý con sao? Ý con thì con cũng muốn là cô với chú cho nhau một cơ hội để đến với nhau, thì Bơ cũng muốn là có chú để về chăm sóc cô và Bơ luôn ạ. Dạ. Trời dạ, cảm ơn em. Lấy chồng mà cũng hỏi chó nữa thiệt chứ. Người ta không có coi con này là chó nữa, người ta coi là con rồi, là bé Bơ 4 tuổi, giới tính là gái. À dạ. Làm như nó ghét tôi á. Không muốn nhìn mặt tôi luôn kìa, nãy giờ làm có thấy chưa? Lè lưỡi biểu môi đó. Rồi. Em đi với ai ạ? Dạ em đi với bạn của em. Dạ xin chào hai MC, xin chào quý vị khán giả và em gái và em xin chào họ nhà gái. Dạ em là bạn thân của Hải thì riêng về Hải thì là Hải là một con người rất có hiếu với gia đình, hòa thuận với anh chị em trong nhà. Nói chung là rất biết lắng nghe và quan tâm tới những người bạn xung quanh. Về phần em gái này thì nói chung là nhìn bên ngoài thì là rất là dễ thương, xinh xắn. Tính tình thì là như nãy giờ mọi người cũng trao đổi thì hầu như là hai người có vẻ là rất là hợp tính với nhau. Thì qua đây thì cũng mong là hai bạn là cho nhau một cái cơ hội bấm nút để hai bạn tiến xa hơn. Vậy xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ thì mình mở rào đi nha. Mà không nhìn tôi nữa thôi. Em chào anh. Chào em. Anh có món quà cũng vậy nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Em có cuốn sách này gửi tặng anh. Cuốn sách có tên là Đừng bao giờ đi ăn một mình. Thì em hy vọng là sắp tới thì trong cuộc sống hay là trong công việc thì anh sẽ không phải đi ăn một mình nữa. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, các bạn cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp nhau đấy. Dạ, nãy giờ khi mà nghe miêu tả qua cái hàng rào như vậy thì anh cảm nhận về em như nào và lúc gặp thì anh thấy như nào ạ? Qua mô tả, qua em nói chuyện thì em là người rất là vui tính và cũng có hài hước. Em rất là nhây ạ. Không sao, nhây cỡ nào anh cũng chịu được mà. Dạ. Tại vì em chưa có quen được anh thôi chứ anh cũng chúa nhây đó. Dạ. Dạ, anh quan niệm như thế nào về vấn đề trong tình cảm cũng như là vấn đề cuộc sống? Vấn đề tình cảm thì anh là một người rất là nghiêm chỉnh, dạ, nghiêm túc. Quan điểm của anh á là dạ, quen là sẽ cưới chứ không có phải là thời gian nên chờ đợi lâu. Dạ. Như em ví dụ như quen được thì khoảng bao lâu thì ví dụ như mình kết hôn ví dụ vậy? Dạ, em nghĩ là từ 6 tháng đến 1 năm ạ. À. Vâng. Anh thấy thế nào ạ?
Thì anh thấy nếu mà 6 tháng đến 1 năm thì cũng cái thời gian đó là cũng khá dài. như thế nào thì không dài hả Hải? Hải muốn mấy tháng? Thì ý em nói là ý của em là 6 tháng đến 1 năm là cái thời gian là quen nhau là cũng khá lâu đó chị. Tìm hiểu được nhiều á chị. Dạ. Bây giờ tuần mình hẹn được mấy lần mình thích lãng mạn hay em không? Em đang sinh sống ở Sài Gòn này. Dạ vâng ạ, em sống ở quận 11 ạ. À quận 11. Dạ. Thì khi mà ví dụ như em thường thường là em rảnh là những cái giờ nào? Em thì làm việc giờ hành chánh á, cho nên là sau giờ làm thì khoảng 5 hoặc 6 giờ chiều thì gần như là em cũng không có bận gì ạ. Ví dụ công việc của anh là thường là đi công tác, đi công trình, theo công trình. Thì có nhiều công trình xa, chẳng hạn như giờ anh đang có công trình ngoài dạng Phan Thiết. Thì có thể một tuần anh về. Còn những công trình gần gần như Tiền Giang hay Long An, Tây Ninh, tất cả công trình gần á. Thì cái sáng đi chiều về thì có thể anh chấp nhận được không? Ra thì cái vấn đề xa hay gần hay là các cái vấn đề công tác thì em nghĩ cũng không quá mức là khó khăn lắm. Bởi vì thực ra bây giờ vấn đề đi lại hay là xe cộ gì thì thực ra nó cũng rất là tiện lợi. Chủ yếu là quan trọng hai người có muốn gặp hay không ạ. Và ví dụ như em là một người nói chung là cũng hay, cũng thích sự lãng mạn một chút. Hoặc là cũng thích những cái sự quan tâm. Nhưng mà anh thường xuyên đi xa như thế thì anh có sẵn sàng là giống như sẽ về thăm với mức độ thường xuyên hơn được không? Được chứ, tại vì nếu mà đã có bạn gái hay là có một người nào đó rồi thì chắc chắn là sẽ về liên tục. Em ơi, em chưa có khui đồ của bạn trai nè, khui ra coi là gì? Dạ, em xin phép được mở quà. Tặng chó đi. Dạ, món quà là một bông hoa và khăn choàng ạ. Một cái khăn, chắc là chiếc khăn gió ấm ạ. À, chiếc khăn gió ấm. Đeo cho cô gái đi em. Anh có thể xin phép đeo khăn em được không? Dạ vâng ạ. Chàng cổ cho em nhé. Dạ. Đeo xong hát bài tặng cô gái luôn đi. Hột nhẹ thôi nha. Dạ em cảm ơn. Hát bài nào tặng bạn gái đi. Thì anh tặng em một đoạn khúc thôi. Chứ tại vì anh không có thực được nhiều. Tại ca khúc chân tình ha. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thấy màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sáng mai, những nhọc nhằn chớm quên vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về em. Hay mà. Hay. Bạn gái đáp đi. Thì đáp lại cái bài hát của anh thì em xin phép hát bài bài Cảm ơn tình yêu. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Chắc là như thế được rồi ạ. Hay cảm ơn mọi người. Bây giờ em hát hay quá. Bây giờ bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái và cảm nhận nãy giờ mình cảm xúc như thế nào, nói cho bạn gái biết, mà bạn gái ngược lại cũng như thế. Nào, nếu em đồng ý thì cho anh xin phép mà nắm tay. Dạ vâng ạ. Mình đi tiếp con đường. Hai người nhìn nhau, nắm hai tay luôn, nhìn mặt đối mặt luôn. Em nói tất cả những suy nghĩ của em, cảm nhận về em từ đầu đến giờ với cô gái ấy. Thì theo cảm nhận của anh thì em là một người rất là thu hút đối với anh. Em cảm ơn anh. Ngược lại, cái cảm nhận ban đầu thì em thấy anh Hải là người nghiêm túc ạ. Dạ, và em cũng nhìn thấy cái sự chân thành ở chỗ anh Hải. Thì em nghĩ là trong cuộc sống của mình thì cũng không phải là dễ dàng để mình có một cái cơ hội để gặp ai đó. Thì em nghĩ là mình cứ cho một cái cơ hội để tìm hiểu. Còn tất cả thì sẽ chờ vào tương lai và ở cái sự lựa chọn của hai người trong tương lai. Quan điểm của hai đứa về con cái, về hôn nhân gia đình, anh Hải suy nghĩ thế nào ạ? Theo anh thì đơn giản lắm, nếu mà làm anh thì không cần phải làm dâu hay gì cũng được. Ví dụ như em thích ở chỗ nào thì có thể là mua nhà ở chỗ đó cũng được. Còn con thì là anh muốn có mấy đứa con ạ? Thì theo anh thì một hai đứa gì cũng được. Nói chung là anh cũng không có quan trọng trai hoặc gái hoặc cái gì đó, nói chung là cũng đơn giản. Là có liền không? Má cưới cái có liền nhé. Cưới là có liền cũng mà được à. Đúng rồi. Rồi lúc đó là sao? Lúc đó còn nuôi bà bơ không hay sao? Nhưng mà các con thì cũng vẫn chăm sóc thôi, như một người con thôi. Thì em thích thì chắc chắn là anh cũng phải chịu thôi. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, về ghế đi các bạn. Bây giờ các bạn cũng đã trao đổi rồi ha. Chắc chắn cũng có cảm xúc đang rung động trong chính trái tim của mình. Và xem
đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Hãy đưa ra quyết định bằng chính con tim của mình nha các bạn. Nào, bấm để chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp. Quyết định 3, 2, 1. Hết thời gian. Nắm tay nhau thật đó. Bây giờ chính thức chúng ta hẹn hò với nhau rồi đó. Hải có nhớ em tên gì không? Dạ chưa. Rối rồi, rối dạ, rồi. Em bật mí cho Hải đi. Em tên Hương ạ. À, chúc mừng các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng đến đây để tìm hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta đặt nụ hôn đầu tiên trong ngày hôm nay. Dạ em xin phép em ha, không chán nha. Ê, phải. Hôm đó là giống như hôm con chào vậy đó. Hôm con á, bạn trai hôn bạn gái á là ở đây. Hôm ma. Đó lại đi. Hay là biết mà ăn gian nè. Ăn dạ. Gian. Ông mẹ ăn gian. Cố tình đó chị ạ. Cố tình đó đúng không? Trời ơi. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu tổng giá trị 7 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn Amity bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc mừng các bạn. Ô, lì xì của Hải kìa. Để vô đây luôn đi Linh. Đây. Như vậy là chúng ta đã chứng kiến hai cặp đôi họ đã trao đổi và cùng bấm nút hẹn hò, thưa quý vị. Đó cũng là niềm vui của chính người thực hiện chương trình. Chúng ta có phần thưởng dành cho khán giả tại trường quay. Khán giả may mắn sẽ nhận được một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Thích thật. Nồi cơm điện Akino thích không? Thích nè, đây, của cưng nè đây. Ơi. Rồi, chúc mừng nha. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể xem lại chương trình thông qua kênh MCV Media và đừng quên nhấn subscribe.